một là bạn yêu sai, hai là bạn yêu nhầm người, ba là bạn yêu lộn người, chắc chắn không bao giờ là yêu đúng. Triết lý của Quỳnh Châu và triết lý của Hoàng Oanh là khác. Lần đầu tiên mà Hoàng Oanh được tham gia gala nhạc Việt cùng với tất cả các bạn trẻ ở đây. Và các bạn vừa khách quốc, vừa hát, vừa trình diễn thì rất là thú vị đúng không mọi người? Cái phần trình diễn solo thì đã khó rồi, nhưng mà một cái phần trình diễn tập trung rất là nhiều người, cần cái sự phối hợp ăn ý với nhau. Thì hy vọng là ngày mai sẽ hoàn thành tốt và sẽ có những cái phần phối hợp diễn giữa bạn diễn cũng như là cả nhóm thật là ăn ý với nhau, để có thể mang một cái mục thật là hoành tráng cho quý vị khán giả vào những năm mới. Yeah! 1, 2, 3! Đến một cái chương trình mà được một cái mức độ đầu tư rất là hoành tráng, quy tụ rất là đông anh chị em nghệ sĩ trong nghề, thì đó cũng là một cái phần áp lực cho những bạn mới chập chững tập hát, cũng như là kiểu như Trần Trung hay anh Quân nữa. Quân thì Quân nghĩ rằng đối với Quân hay là Châu hay là Trung thì có thể đây là một sẽ là một cái trải nghiệm thực sự đáng nhớ trong cái cuộc đời người mẫu của mình, đúng không? Và sau chương trình này thì ba bạn cũng sẽ dự đi hát luôn, tập trung một nhóm nhạc, nhóm cỡ 2, 4, 6, 8 người. Thật sự thì rất là cảm ơn chương trình gala nhạc Việt vì đã cho Châu cũng như là các bạn người mẫu ở đây được có một món quà để tặng cho các bạn khán giả nhân dịp Tết đến. Hy vọng là mọi người sẽ thích món quà này của tất cả anh chị em người mẫu cũng như là MC ở đây nha. Và hy vọng là với chủ đề chúc Tết mọi nhà này thì mọi nhà sẽ đều có một cái Tết thật là ấm áp và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình.